Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Phong đang có mặt tại một khách hàng ở khu công nghiệp Tam Phước. Ở đây thì công ty Quốc Duy có cung cấp cho họ hai dây chuyền máy. Dây chuyền đầu tiên là dây chuyền phủ mặt giấy. Và bây giờ để biết được cụ thể chức năng của dây chuyền đó là như thế nào và cái quy trình của nó hoạt động ra sao, xin mời tất cả các bạn hãy cùng Phong đi vào trong nhà xưởng nhé. Xin mời các bạn. Đây, xin mời bạn camera lại đây. Ở đây là cái bề mặt ván trước khi dán. Đó, thông thường thì để mà phủ mặt một lớp giấy lên cái bề mặt ván như thế này á, thì sẽ trải qua nhiều công đoạn rất là phức tạp, tốn nhiều nhân công và thời gian trong sản xuất. Nắm bắt được cái tình hình đó thì công ty Quốc Duy có thiết kế một cái dây chuyền dán giấy tự động hoàn toàn từ khâu đầu vào cho đến ra thành phẩm, giúp tiết kiệm được thời gian và cho năng suất ra rất là cao. Ở đây thì đầu tiên phôi liệu sẽ được tập kết ở khu vực bàn nâng. Ở đây thì chúng ta chỉ mất hai nhân công để đưa ván vào bên trong dây chuyền. Đây các bạn thấy. Công đoạn đầu tiên là công đoạn thổi bụi để chuẩn bị cho quá trình lăn keo. Ở đây là được bố trí một cái máy lăn keo một mặt. Nó đảm bảo cái lượng keo được chảy đều trên bề mặt ván. Đây, các bạn có thể thấy. Ở đây thì ván sau khi được lăn keo chảy đều cái lớp keo lên bề mặt ván thì sẽ được đưa qua công đoạn tiếp theo, đó là công đoạn sấy nhiệt bằng dàn điện trở nhiệt. Đây thì ván được sấy bằng dàn điện trở nhiệt. Cái dàn điện trở nhiệt này á, nó có thể được điều chỉnh bằng các nút nhấn ở đây. Các bạn hay thấy oven temperature control. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái nhiệt độ của cái dàn điện trở này để phù hợp với cái lượng keo. Đây các bạn thấy là PVC bình winding roller fan. Ở đây là điều chỉnh nhiệt độ của cái cục căng. Và này điều chỉnh cái độ căng của dây. Ở đây thì ván sau khi được sấy ở cái nhiệt độ thích hợp sẽ được đưa qua tự động, đưa qua máy dán giấy. Ở cái máy này thì chúng ta có thể tùy chỉnh cho cái thanh rulo lên xuống để phù hợp với cái độ cao của ván. Ở về cái kết cấu của máy này thì rất là đơn giản nhưng hiệu quả. Nó bao gồm 40 rulo ở trên và 40 rulo ở dưới. Ở cái trục đầu tiên thì cái nhiệm vụ chính của nó là có chức năng là để căng giấy. Nó sẽ vừa kết hợp với nhiệt và chúng ta có thể điều chỉnh cái trục qua cái nút nhấn trên màn hình điều khiển để đảm bảo giấy lúc nào cũng phẳng trước khi dán. Ở hai cái trục con lăn ở vị trí này thì nó sử dụng nguyên lý gia nhiệt để đảm bảo giấy bám chặt trên bề mặt ván và phẳng hơn. Cuối cùng ở đây là công đoạn cắt đầu đuôi ván. Ở đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh tốc độ của băng tải và tốc độ di chuyển của dao cắt thông qua màn hình chạm ở vị trí này. Và đây là sản phẩm hoàn thiện của dây chuyền. Với một cái dây chuyền như thế này thì chúng ta có thể đạt được năng suất rất là cao, lên đến 200 tấm ván trong vòng 1 tiếng. Đây các bạn thấy là ván sau khi được dán sẽ được dùng làm nguyên liệu thô đầu vào cho các sản phẩm như là chi tiết bàn, ghế, chi tiết nội thất. Chào các bạn, trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Phong về chuyền phủ mặt giấy chuyên dùng để phủ mặt các loại giấy như là HBL, melamine. Nó có công suất rất là cao, các bạn thấy không, lên đến 200 tấm ván trong vòng 1 tiếng. Nếu các bạn có nhu cầu và tìm hiểu về cái chuyện này thì có thể liên hệ ngay qua số điện thoại 0903 600 113. Thì đội ngũ Quốc Duy chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc các bạn nhanh nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.